một cánh tương mì phải di chuyển đi từ dưới lên đây 200 cây số, 200 cây không anh tương mì? Hơn 200 cây đúng không? Đó, phải bột phải lên đây để đích thân tương mì kiểm tra đúng không? Dài quá rồi. Đó. Cuối cùng nó dính mấy cái lỗi này cả nha. Lỗi là cái chổi nè, cái đầu dông nè, nó dài quá, nó thốn. Rồi bây giờ anh tương mì kiểm tra thấy là cái cây kẹt đăng này nó cũng dài luôn. Cũng dài luôn. Đây là lỗi do mấy anh bên quản lý kho bãi giao mấy cái món đồ phụ tùng kèm theo nó không đúng cả nha. Chứ con xe thì đây cả nhà mình có thể thấy nè, nó đẹp thì thôi nhé luôn cả nhà mình ha. Dạ, mình chào cả nhà mình ha. Hôm nay thì anh tương mì ảnh lên trên cái con xe máy cày của cô ta L280 á. Để bảo hành cho anh trai đây ha. Bởi vì con này cũng mới giao thôi cả nha. Cũng có một cái lỗi nhỏ nhỏ ha. Cái này cũng do bên mấy anh kiểm tra trước. Thì nên anh tương mì ảnh lên tích thân tương mì lên ha. Chào con xe lại ha, cả nhà mình ha. Cái lỗi nó bên cái phần ben, phần ben ha cả nhà mình ha. Thì bây giờ mấy anh lên đây để khắc phục sự cố. Cuối cùng bị gì anh Tân? Thì khóa ben hả? Giờ về ra ngoài móc cái dàn sới lên để test thử ha. Nằm ở chỗ cái ben cả nha. Thì anh tương mì bữa nay anh lên anh đích thân nó lên ha. Để anh kiểm tra lại con máy rồi anh khắc phục sự cố cho khách hàng cả nhà mình ha. Thì đi có cải anh thợ máy rồi luôn ha cả nhà mình ha. Phải lắp cái dàn sới vào và nhỏ lên thử coi nó bị cái vấn đề gì bên cái phần ben này. Cũng chưa rõ nguyên nhân nữa.
lớn mà. À, vậy là do cái cây chổi này chứ đâu phải là do con máy mình bị gì đâu đúng không? Lý do là bị này. Cái này dài quá. Ừ, vậy mà từ đầu tiên là nghe tả là tưởng bị cái ben. Nhưng mà cuối cùng đâu phải. Không phải là bị cái ben hư. Cắt nói lại. Cắt cho nó ngắn lại mới được. Cắt cho nó ngắn lại. Chứ thực tế là đâu có bị ben bung gì đâu. Cắt vô một tấc á. Cắt vô cỡ một tấc mới được á. Đo mình đo bao nhiêu? Đo lại chuẩn bao nhiêu mới được. Cắt khúc này nè. Nói lại. Thì ấy không cắt năng máy được. Bởi vậy. Vậy là cuối cùng là do đó chứ là phải do ben vô bung gì đâu đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Dài quá. Cái đầu dông nó dài quá, cái chổi nó dài quá. Nó thốn. À, rồi đo cái kia. Giữ đi. Giữ giùm cái đây đo lại. À, bởi vậy. Một tấc mới được á, đúng không? Hơn một tấc á. Cỡ 12 phân đi. Tăng đưa là cắt cỡ 14 phân, 15 phân cũng được. 15 phân đây còn tăng đưa mà đúng rồi. Tăng đưa ra vô. À. Đây là anh thợ máy của anh tụi mày nha. Cuối cùng là do bị cái cây chổi đó hả anh cha? Cây chổi này nó không lên. À. Dài quá đâu lên cao đâu. Còn ben máy mình mạnh đàng hoàng đúng không? Mạnh lắm, ben máy là ben mạnh mà đó. Lên hai người nhúng rồi có biết máy mạnh rồi. Là biết lên hay không đèn đúng không? Cắt bỏ phân rưỡi. 15 phân. 15 phân á. 15 phân. Phân rưỡi ra, cho nó bỏ ấy này là lấy cái này lại nha, anh chỉ dẫn. Hiểu không? Cắt cái nào cũng được hay sao? Bên nào cũng được. Bên nào cũng được. Ừ. Cắt hai bên rồi đi. Cắt cây nè, cứ bỏ bớt bên xong hàng lấy cây này lại để mình dặn đó dần lui. Không, có cái tay dặn. Không bây giờ cắt bỏ ở đây. Ừ. Cắt bỏ phần tắt cửa đi. Lấy rồi xong kêu hàng hai này đâu lại xong rồi cắt chấm bôi vậy nè. Chấm lại để mình xoay. Dặn thôi. Nói chung làm nó ngắn lại một tấc rưỡi á. Xong rồi kêu người ta hàng cái cây này lại cho mình để có gì mốt mình dặn. Chứ không có tài mốt mình khó dặn. Đi giờ không cắt khúc này luôn thầy, nó vướng cái tăng đưa nè, thục vô chúng phải buộc cái cắt về nè. À, xong nói lại xong cái anh kêu cũng hàng lại hai cái tay bên có gì anh dặn. Chứ mình cắt một đầu là nó vướng cái tăng đưa, cái này còn vướng nữa mà. Đi giờ 15 phân, cứ đo chỗ này đi, qua hai bên 15 phân là được nè. Đó, rồi nói lại. Tại vì đây con ốc nè, cái này con ốc nó dài vô trong bên đây nè mà. Nếu anh cắt ngoài này thì nó thốn rồi. Để nó còn tăng đưa lên xuống. Cái này mở ra không được. Còn được chứ. Cái đang dài luôn hả? Dài quá. Như vậy là không phải là cái động cơ cái máy Utan là 2.8 từ mì dao không có bị gì hết cả nhà. Lý do là bị cái cây chổi đó nó quá dài. Lúc vào máy á, mấy anh bên quản lý kho bãi á, anh vào không có đúng đồ cho nên là đâm ra cho nên là mới cần cỡ này nè. Là một cánh từ mì phải di chuyển đi từ dưới lên đây 200 cây số, 200 cây không anh Tuấn Mày? Hơn 200 cây đúng không? Đó, phải buộc phải lên đây để đích thân anh Tuấn Mày kiểm tra đúng không? Dài quá rồi. Đó. Cuối cùng nó dính mấy cái lỗi này cả nha. Lỗi là cái chổi nè, cái đầu dông nè, nó dài quá, nó thốn. Rồi bây giờ anh Tuấn Mày kiểm tra thấy là cái cây kẹt đăng này nó cũng dài luôn, cũng dài luôn. Đây là lỗi do mấy anh bên quản lý kho bãi giao mấy cái món đồ phụ tùng kèm theo nó không đúng cả nhà. Chứ con xe thì đây cả nhà mình có thể thấy nè, nó đẹp thì thôi nhé luôn cả nhà mình ha.
đẹp cỡ này mà, chứ đâu phải lỗi ben lửa bung gì đâu. Bây giờ phương án khắc phục là đi cắt cái cây đồn dông đó cho nó ngắn lại, cắt nối lại. Đúng. Có mấy cắt mấy hàng để anh cha đi làm luôn. Trời, anh tính luôn cho dễ. Thì bởi vậy là bên nông cơ Tương Mì là trước khi giao máy là cũng có kiểm tra rất là kỹ lưỡng đó nha, rất là kỹ lưỡng con máy luôn. Thì khi mà giao con máy này mới giao đây mà lên thì test cái ben thì nó lên nha, nhưng mà có khi gắn hàng sới nó không lên là bị gì cái lý do này, cho nên là anh Tương Mì ảnh đích thân ảnh lên ảnh kiểm tra lại. Đây, cả nhà mình có thể thấy cái con xe mà có số 79 nè, mới vừa giao 2 bữa trước thôi, nên ảnh buộc ảnh phải lên tới trên địa chỉ của chiếc xe ha, để ảnh khắc phục sự cố ha. Bây giờ ảnh cân đo đong đếm để đi cắt lại cái cho nó đúng ha. Thì bán buôn phải có tâm chứ nè, chứ đâu phải mà bán buôn mà bán rồi bỏ chạy. Cho nên là nói chung đó là làm ăn phải có chút có sao ha. Cái bên nào của mình sai thì mình phải khắc phục sự cố, chứ không đổi lỗi được cho ai ha. Nói chung buôn bán có trách nhiệm đó nha, chứ không phải mà đơn giản được. Máy được đang chính tắc. Chạy lắm hả? Giờ xử lý lại cái cạc đăng với cái gầy chổi này cả nhà. Em nó không có bị gì hết. Giờ chính anh thợ máy của anh Tư bị theo ảnh tự cắt luôn. Anh tự làm luôn. Tắt máy không được. Chỉ mượn đồ nghề của mấy anh trai đây rồi anh tự làm luôn. Bắt bơ chìa phá. Bây giờ thì có gì bài mình chủ nhà rồi đâu, nhờ Quốc Tăng đây về làm tiếp. Đô một lon sông dữ ha. Đâu phải ấy đâu. Đây, ông chủ với mới với ông chủ cũ nè, ông chủ cửa hàng với ông chủ con máy nè, đang quần gà luôn. Rồi lý do sao anh Tư Mì nói với anh trai đây cho em quay hành động coi hả? Lý do rồi, lý do là tại vì người ta dân nhà nông, mình nghe tục cặc vậy là mình thấy nặng lỗi tới đây coi ông anh sao phải không? Mình bảo trì cho anh em chứ. Mình còn làm đúng trách nhiệm mình đúng không? Mình đâu có bỏ khuê anh em được. Dạ. Nhưng mà lý do là cái ben không lên, lý do tại sao? Là do con máy mình á. Không phải cái ben mà lý do là biết sao không? Là nói là cái ben dở đôi sớm không lên. Phải không? Mà thật sự do là nó xe xích cái chuyện nhỏ đó thôi, lính nó giao á. Giao không đúng. Không đúng cái phụ kiện đó ha. Đúng không đúng phụ kiện. Chứ thực tế cái con máy mình đâu bị gì đâu. Không. Bởi vậy. Máy là nó là 9500 là 9500 chứ không bị được. Bởi vậy đích thân anh Tương Mì phải lặn lội là coi như hơn 200 cây số bên đây á. Chứ đà văn mà mất uy tín đâu có được. Không được, đâu có vậy được. Rồi em hỏi luôn, hỏi Hồ Tùng trên đây luôn á, tính nhờ thợ trên đây làm đó mà em không yên tâm, đích thân em phải đi đó. Đi lên nhà quê cho biết. Mà không, anh hơn sao á, chứ đúng lý là thường thường em đâu có đi đâu. Không đi đó. Cũng có duyên ha, cũng có duyên á. Có duyên với anh á, thiệt luôn.